Đó, sáng sớm mà chủ đi xe hơi đến mua bánh mì, mua heo quay của Lily nè các bạn. Rồi không lẽ để đây tôi bán giùm cho hả? Rồi ai quay? Trời ơi. Thôi hai cô lo buôn bán đi. Gặp xe hơi tới cái bắt đầu đầu đi chơi à. Trời ơi luôn. Ham hố thiệt. Rồi hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình đó. Hiện tại mình đang địa chỉ 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 nha các bạn. Chỗ heo quay của Lily. À, Lily mở cửa từ lúc 6 giờ rưỡi sáng, bán tới 6 giờ chiều nha các bạn. Một năm chỉ nghỉ một ngày, nghỉ chân mùng 1 Tết thôi. Đây giá này là ba gọi nạc, ba gọi cút xương này là 320 nè các bạn. Sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm kêu thêm tính tiền thêm. Đây chị tầm đang lấy bánh mì với heo quay ra cho khách. Ba lô đồ đâu, ba lô đồ đâu, lên xe đi luôn chứ chị Tâm. Ờ bánh mì. Chị Tâm ơi, mốt đi làm là nhớ vác theo ba lô đồ để sẵn nha. Có cơ hội là mình nhảy lên xe mình giọt liền. Đi luôn á đó, đi luôn á. À. Quan trọng xe hơi nó có cho lên. Quay quay. Tự nhiên đi làm cái ai còn thấy chị Tâm nói, ủa em đi làm em vác ba lô theo chi vậy? Rối luôn á. Không có hỏi rồi đó, không biết đường giải thích luôn. Không biết đường giải thích luôn. Một ổ bánh mì 15.000. Một ổ 20 luôn quý vị ơi. Đó là thịnh nộng đó các bạn. Hôm nay là thấy ngày nào cũng may mắn có thịnh nộng luôn bé Ly. Hôm trước thì ít hiếm, bây giờ ngày nào cũng may mắn luôn. Này chị Tâm treo bánh bao lên nè. À. Măng thầu. Thánh màng thầu, keo màng thầu. Bánh bao là 20.000 một set 10 cái nha các bạn. Các bạn về hấp hoặc chiên lên ăn rất là ngon. Cởi mở luôn nè các bạn, thấy chưa? Đó, nhựa mở luôn nè, còn rất là nóng luôn. Đó. Còn đó là thịt đùi đó các bạn, Lily đang cắt thịt đùi đó là 300k một ký nha các bạn, cho các bạn xem nè. Đó, rất là đẹp.
45.000 luôn chị ơi. Bánh mì tới luôn. Đây chú bánh mì tới các bạn. Hello chú bánh mì. Hello. Chú bánh mì là nổi tiếng nhất quận 6 mình nha các bạn. Đại bàng. Đại bàng. Đại bàng. Đại bàng. Thâu tóm hết quận 6 luôn. À, đại bàng trong nhà thôi. Ở cái này là ba gọi mỡ các bạn, 200k một ký. Hai ổ không ớt luôn. Dạ 30 thôi anh ơi. Đó là 70%. Tới công đoạn quen thuộc các bạn, cái công đoạn cắt bánh mì mà rất là nhiều người thích các bạn. Chưa? Rồi ok, bằng một cảnh một bắt đầu action. Cô thích ăn mỡ ổ lộn ăn nè. Nặng nặng đi, mở nó không được, có em bé ăn không mở đâu. Ờ, không lấy đâu đừng mở được rồi. Bé ổn tay không chứ. Ôi, coi chừng trúng. Ủa, hai lần rồi. Hai lần rồi. Căng quá căng. Ờ, xu thôi. Ổn mày không ra, không rau, tí ổ này nữa. Ổn mày ổ nữa hay gì? À, hai ổ, ổ không rau, ổ có rau liền. Ờ, bánh mì không chan nữa. Rồi, xe vào ra vô kẹt xe các bạn, xe lớn ra vô là kẹt xe liền cho đường Phạm Phú Thứ mình nè. Rồi, khách tới luôn. Dạ đi ơi. À, cảm ơn cô. Rồi, dạ. Dạ chặt không? Dạ. Ở 20 vậy? Dạ đang làm anh ơi, đang làm. Cái này ký 2 đấy luôn một chút. Ký 2. Ký 2. À mới lấy luôn. Là 380. Cũng muốn bao nhiêu không? Bật 20 à. Để nguyên hả? Nguyên. Nguyên. Cái gì trong trường này?
Nó quay nhiêu ký vậy con? Cho nửa ký. Không, không để miếng hết để. Nửa ký. Lấy cái kia kia. 38 cho con. 325. Lấy 385. Chú đưa tiền cho con lại. 36 là gì tâm? Đã có 120. Hai ổ bánh mì luôn. Anh ơi, chú ơi. Hai ổ 30 thôi mà anh. Không thối luôn chị Tâm ơi. Quá trời xe luôn các bạn ơi. Rồi khách tới luôn. Một ổ bánh mì chị Tâm ơi. Khôn quá con, ai ăn được ổ bánh mì đó là lời á. Chiếc xe kia xe mới xanh xe cũ á, đừng cả chút xíu chạy kêu cho què ra cho què là chết luôn á. Mỗi ngày Lily đổi một chiếc xe các bạn. Đổi xe mà mình chóng mặt luôn. Xe mượn không á. Mượn mà mượn ở cửa hàng á ha. Hai quên rồi, có cần gọi điện lại đi không chị Tâm? Nhiều lúc lobo cái quên á. Rồi lỡ quên rồi sao? xin lỗi em xin lỗi chị Tâm. Quên là bắt chị Tâm chạy về quận 8 á. À, 1 ký heo quay luôn. Tốc độ luôn, lẹ lẹ để chị chạy xe. Xe. Không quân chạy vậy đó. Được rồi, cái chặt ra làm hai thôi. Chặt hai ngang vậy nè. Về quay hả chị? Hả? Coi suốt luôn á, tao ở Cà Mau á. Ôi trời ơi, xa quá trời xa mua heo quay. Trời ơi, thương quá thương luôn. Ở Cà Mau luôn các bạn. Quay em xuống suốt chị điện thoại trước đi. Quên, nãy chị qua rồi đó, giờ chị. Trời ơi.
Vậy là Cà Mau lên là kiểu này là có coi YouTube rồi. Rồi xuống luôn đó. Dạ. Ngày nào cũng coi. Thôi ơi mừng quá. Về Cà Mau á chị. Ờ đúng rồi. Ôi cảm ơn chị, trời ơi thương quá thương luôn, giờ về Cà Mau các bạn. Bye bye. Trời ơi ba. Nãy giờ có ách xì không anh Dưa Leo? Không ách xì, thôi em ở đây cái đầu dưới cho. Nằm đẹp quá mà. Chắc mới vú lên đây. Đập chú bổ. Ổ bánh mì luôn. 15 chị ơi. 15 nó nói anh chị ơi. Để đây luôn đi. Gối đầu ha. Nói lại à, lại là biết cũng biết rồi. Lại hoài được đưa. 3 tháng đi. Thôi cứ ngại ngổ mình nhân ra đưa một cái một lượt một 15.000 một ngày là một tháng 400 gỡ thấy 400 thôi tại vậy à phát sinh lãi đâu nữa ha, tưởng đâu lấy 500 chứ lấy 400 cũng được. Hết Dưa Leo rồi nè chị Tâm ơi. À, quá lên Tâm. Tâm. Tâm là nhanh lắm đi, quá lên. Leo chắc gì mà chạy một lần. Tại trái Dưa Leo nó dài trời. Dạ là hay. À. Cái Dưa Leo dài. À cũng đặt câu hỏi ha, ví dụ như là cái chỗ mà sổ số thì người dân có thể tập trung mỗi buổi chiều để xem, ngày nào cũng đóng phim vậy. Có miếng heo quay với ổ bánh mì thôi. Này là bộ phim dài tập, dài hơn phim Ấn Độ nữa. Ấn Độ tới mấy trăm tập luôn á. Biết điều không mà biết điều à. Ôi anh để chìa khóa trên xe luôn hả? Để đi anh đại ca đây. Đại ca Nam Dung. Anh tới đây nè. Hơn cái nữa. Giờ này mới bắt đầu hả? Đã bắt đầu sáng sớm mới về. Đã bắt đầu kể ra. Cũng mới dẫn hay gì. À, cái thao bánh mì, nhân bánh mì đó lúc này cũng chuẩn bị cho các bạn. Để khi khách vào là làm nhà nhanh gọn lẹ cho khách. Để tránh kẹt xe các bạn. Đâu có vô duyên gì đâu. Là nguyên tự giác hả? Khán giả đâu có ai nói bình luận vô duyên đâu, nói dễ thương tự nhiên. Ổ bánh mì heo quay. Ổ bánh mì heo quay luôn chị Tâm ơi.
Rối liền à. Thôi 35 lô chị Tâm ơi. Kiểm tra tiền trước khi rời khỏi quầy hả? Nghe chửi cái quen à hả? Người ta gánh nghiệp ha. Đó là xá xíu đó các bạn, 300k một ký nha các bạn. Một ổ bánh mì luôn. Lấy 200 cà lam ở đây đi em. À, chị Tâm đang rửa dưa lê ở bên trong. Mười 15.000 có thối không chú? Đây, khách tới luôn. Đây. Nghe mà nãy giờ mình tưởng thiệt không? 200 gram có xíu chặt hơn, trả tiền nha cho em. Ủa, bữa đó bỏ bỏ em có người anh em mà. Bao thầu luôn hả? Một mình em chấp hết. Đây, cô đi chợ các bạn, băng vào bên đó là vô chợ Bình Tiên mình các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi 10.000, thôi 10.000 anh trai. Hai người đẹp bo luôn. Nửa ký sườn chặt làm ba luôn bé Ly ơi. 320 ký cô. Chặt làm ba. Một cây chặt làm ba phải không chị? Đúng rồi. Khách tới luôn. 6 lạng lấy luôn được gì ơi. 6 lạng luôn anh chị. 180 luôn chị ơi. Chị ơi lấy ổ 20 hay ổ. Không một ổ là không rau, không dưa leo gì hết. Đây em ổ 20. Rồi, bà con ở dưới lộ đang chuẩn bị mua bánh mì nè các bạn.
ba ổ luôn. Chị ơi, 20 chị ơi. Thấy em 50 chị. Đây à. Đây ổ bánh mì. Một ổ bánh mì luôn. 45. Một ổ bánh mì. Dạ nghe. Chẳng chứ ba bánh người ta. Đây. Dạ. Cái đó là thịt đùi đó các bạn. Còn đây là xa xíu. Một ổ 15. Có tiền không? Có nói ăn chay. Sáng sớm khách đông đó các bạn, chủ yếu là mua bánh mì cũng rất là nhiều. Có hai chị em mà nhiều lúc làm không kịp. Bên dưa leo rau rồi mà giao trễ là bắt đầu là làm chậm cái công đoạn chuẩn bị để làm bánh mì vậy các bạn. Đáng lẽ thì từ sáng là chị Tâm đã cắt dưa leo rồi, nhưng mà bên dưa leo là giao trễ nên giờ này chị Tâm mới làm. Chặt bự nha con. Rồi cho con cắt 10 đi. Nhỏ lắm rồi đó cô ơi. Nhỏ mà con chặt nhỏ quá. Nó có xương. Vậy hả? Xương. Xương thôi đó, bự quá, bự quá. Trời ơi, dao bén ghê các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.